Em Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị đang theo dõi video của em, và hôm nay cập bến cho cả nhà một em Toyota Cross 1.8V sản xuất là 2021 và đã đi được là 47.000 km. Ở bên em thì có showroom tại 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, nên quý vị anh chị cân đối cụ thể về chiếc Toyota Cross phiên Ghê bản hả? 1.8V thì À, alo trực tiếp để em có thể tư vấn mọi người được kỹ càng hơn mọi người nhé. Chiếc này thì gốc là 43 Đà Nẵng mọi người nha, và chiếc này thì cũng lên được đăng kiểm với đường bộ tận tháng 6, tận tận 2026 cơ, nên các bác nào mà cân đối về xe thì còn rất là mới nhá. Đấy, đây này, tháng tháng 3 năm 2026 mọi người nha. Bây giờ thì em sẽ đi một vòng quanh xe để cho mọi người có thể cảm nhận chất lượng chiếc xe được rõ nét hơn. Vì là phiên bản 1.8V nên chiếc xe cũng rất là đầy đủ các công năng sử dụng rồi. Dàn lốp mít bao bền bao chắc và lốp nguyên bản mới theo xe mọi người nha. Cùng em di chuyển đến khu vực phần khoang cốp của chiếc xe để cảm nhận rõ ràng hơn. Thiết kế của Toyota Cross thì cũng rất là cá tính rồi đúng không ạ? Cái không gian đằng sau cốp thì chúng ta cũng sở hữu được khá là đủ, không bị chật quá hay là bị ngắn xe quá mọi người nhé. Nó sẽ đương nhiên là sẽ nhỏ hơn Tucson ngang ngang với Z5 mọi người ạ. Đấy thì đây mọi người có thể nhìn cho em về keo chỉ rồi là ốc vít, các bác có check ở bất cứ đâu nhé, cần đi check ở đâu thì em đánh xe cho các bác check ở đó theo đúng địa chỉ mà các bác đã mong muốn. Và điểm đặc biệt nữa của chiếc xe này là lốp dự phòng chưa hạ một lần nào mọi người nhé. Đây các bác có thể nhìn thấy lớp phấn trên lốp dự phòng còn nguyên đấy, xe còn khá là mới mọi người nha. Bây giờ thì sẽ mời mọi người di chuyển đến khu vực khoang nội thất của chiếc xe nhé, để xem là khoang nội thất của chiếc xe sẽ như thế nào nha. Tông màu nội thất thì sẽ là tông màu đen mọi người nhé. Tông màu đen rất là dễ dùng và dễ vệ sinh. Đây là keo chỉ này, quay thêm cho các bác xem keo chỉ. Rồi là táp ly, cánh cửa, các đường nét đây. Đảm bảo chuẩn chỉ cho mọi người nha. Em vừa bán một chiếc Toyota Cross nâu sản xuất 2021 về Hưng Yên, thì bây giờ hôm nay về thêm một chiếc trắng hoa hậu rồi, trắng là hoa hậu của các loại hoa hậu rồi mọi người nhé. Đấy thì cái mức giá nó cũng rất là êm thôi. Cái sau của chiếc xe thì coi như là như mới rồi, xe đã lên một bộ trải sàn da 6D, cực kỳ tiện lợi cho bác nào khi mà mua em này, không phải độ đẽo gì thêm quá là nhiều. Đó. Đây thì mời mọi người di chuyển tiếp theo chúng ta đến khu vực phần khoang lái của chiếc xe mọi người nhé, để chúng ta có thể xem được cận cảnh về đây là ốc vít trên xe này, ốc vít nào. Không gian bên trong của khoang nội thất thì nó cũng cơ bản với những cái tính năng, và đặc biệt chiếc xe này thì cũng đã có cam 360 rồi mọi người nhé. Đây, vô lăng cần số thì vẫn đầy đủ option mọi người, như là cruise control, đàm thoại rảnh tay trên xe rồi. Cơ bản là chiếc xe cũng đã đáp ứng đủ những cái tiêu chí khi mà chúng ta đi trên những đường trường đúng không mọi người. Start top rồi. Đó, về tổng quan thì bây giờ sẽ mời mọi người di chuyển ra khu vực phần khoang máy của chiếc xe mọi người nhé. Khoang máy của chiếc xe thì khối động cơ là 1.8, rất là vừa vặn mà không bị tiêu hao nhiên liệu quá nhiều, nhưng mà cũng không bị yếu mọi người nhé. Nhiều bác phải đi yếu nhưng mà cá nhân em nào thì không thấy như vậy. Xe đi chuẩn hiện tại như em đang quay là 47.000 km mọi người nha. 47.000 km thì là một con số cũng vừa phải. 2021 đến nay là cũng đã là 3 năm rồi đúng không mọi người. Mỗi năm đi 15.000 km thì số km cũng không phải là quá quá nhiều. Bây giờ sẽ mở phần khoang máy để cho mọi người xem được nét hơn. Thì mọi người cũng có thể nhìn thấy là ốc vít đây. Bên em mua bán thì đều có cam kết bằng văn bản cho mọi người là không đâm va tai nạn, không ngập nước, không bổ máy mọi người nhé. Bao check test chuẩn. Nên là mọi người quan tâm thì alo trực tiếp để bên em sẽ
báo cho mọi người cụ thể. Đây, mọi người nhìn cũng có thể thấy là chất lượng rõ ràng và các bác có thể vào hãng hoặc là gara nào mọi người quan tâm để check xe. Và rất cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Và các bác cân đối cụ thể em Toyota Cross 1.8V sản xuất 2021 đã đi 47.000 km, biển số hiện tại là Đà Nẵng mọi người nhé, thì có mức giá là 700 hơn một chút.